Ngày 15 tháng 5, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh An Giang cho biết đơn vị này đang tạm giữ hình sự Võ Thanh Kiệt 18 tuổi về hành vi giết người và Lưu Nhật Huy 19 tuổi về hành vi che giấu tội phạm. Cả hai nghi phạm đều ngụ tại xã Hòa Bình, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang. Trước đó, khoảng 17 giờ ngày 13 tháng 5, tại khu vực ấp An Quới, xã Hòa Bình, huyện Chợ Mới, An Giang xảy ra vụ giết người. Nạn nhân được xác định là Phạm Hoàng Kiên 14 tuổi, cùng địa phương. Sau khi gây án, hai nghi phạm đã bỏ trốn khỏi hiện trường. Xét thấy vụ việc có tính chất đặc biệt nghiêm trọng, Đại tá Lâm Phước, nguyên Giám đốc Công an tỉnh An Giang, đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát Hình sự tỉnh phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ có liên quan và Công an huyện Chợ Mới khám nghiệm hiện trường, tử thi và điều tra, xác minh, truy xét các nghi phạm đã gây án. Lực lượng cảnh sát xác định và bắt giữ Võ Thanh Kiệt và Lưu Nhật Huy là hai hung thủ chính trong vụ án. Tại cơ quan điều tra, Võ Thanh Kiệt khai nhận, trong lúc chạy xe, giữa Kiệt và Phạm Hoàng Kiên đã xảy ra mâu thuẫn. Kiên đòi chém Kiệt nên Kiệt đã gọi điện thoại cho Lưu Nhật Huy để đánh Kiên. Khoảng 17 giờ ngày 13 tháng 5, Kiệt chạy xe mô tô chở Huy đến khu vực ấp An Quới, xã Hòa Bình thì phát hiện Kiên đang đi xe máy. Lúc này, Kiệt liền chặn đầu xe Kiên. Hai bên tiếp tục xảy ra mâu thuẫn dẫn đến đánh nhau. Trong lúc xô sát, Kiệt dùng dao tự chế dài khoảng 40cm chém nhiều nhát vào người Kiên khiến Kiên tử vong. Sau khi gây án, Kiệt và Huy trốn khỏi địa phương. Đến khoảng 2 giờ sáng ngày 14 tháng 5, Huy vừa trở về nhà thì bị lực lượng cảnh sát hình sự bắt giữ. Còn Kiệt cũng bị bắt giữ ngay sau đó khi đang lẩn trốn ở nhà người quen tại xã An Thạnh Trung, huyện Chợ Mới. Đồng thời tiến hành thu hồi hung khí gây án. Hiện, vụ việc đang được lực lượng cảnh sát hình sự Công an tỉnh An Giang tiếp tục điều tra, xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.